Đường Xuân Diệu các bạn. Khoảng 7 giờ tối. Ngoài bờ biển đây các cháu nó vẫn còn chơi thể thao các bạn. Điện sáng. Bây giờ đèn có áp sáng trưng. Rồi phía bên đây là mấy quán nhậu mộng mơ bích Mỹ Kim ngon rồi đây bạn. Chui ra cái chỗ đây đông vui lắm, mấy bữa mình chiếu các bạn xem rồi. Nhưng mà bây giờ mình hôm nay mình đi vào một cái quán quen là quán Kim ngon các bạn. Để mình quay các cái món hải sản tươi sống mà người ta để từng thau thau ở trước các bạn. Để khách ta vô người ta chọn được cân ký. Người ta chế biến ngay tại chỗ. Giờ mình sẽ đi qua đó để các bạn tham quan nha các bạn. Giờ mình đi qua nè. Dịch vụ nước đá các bạn. Cung cấp nước đá cho các quán nhậu này. Chạy liên tục. Giờ này là khoảng 7 giờ. Đây, nước đá này. Nước đá tinh khiết. Để uống bia. Đây, trong đây có cái đường nội bộ, đây là đậu xe máy mà. Mình để xe máy đậu này. Ngoài đường Xuân Diệu thì mấy cái chỗ rộng rộng này là xe hơi đậu. Còn xe máy người ta cho vô trong cái đường trong này. Hải sản các bạn. Quán nhậu này, có món hải sản. Quán nhậu Kim ngon. Tôm. Cái giết chủ ngon bự ghê luôn. Tôm. Tôm là chúng ta cũng tít. Bạch tuộc. Người ta còn sống mà. Nó còn sống tôm hùm này. Tôm mực. Khách mua cân ký xìa ghẹ ghẹ các bạn. Thì tôm mú tôm hùm. Bôi mushi cho nó còn tươi chứ mà. Này mà mày lên đi, lấy chỗ vừa đây. Mua xong đem ra chế biến này mà. Chế biến tại chỗ. Đây nước. Kim ngon. Khách ngồi trên lầu rồi. Đây một dãy đó mà. Bích Mỹ mộng mơ. Đây Kim ngon. Bên đây là đường Hoàng Diệu. Đây mấy người ta đứng ta đón khách. Đón khách để xe đậu bên kia đường. Đây, chạy xe này. Bên đây có cái bãi đậu xe luôn rồi. Đó. Bãi đậu xe.
các cái món đặc sản thấy cũng hấp dẫn rồi. Thôi xin chào các bạn.